tôi với Tây Lộc hiện tại tôi có mặt tại nơi cây sung thủ thần và là cái sập, vừa là cái sập và ngày hôm nay đó phía mặt trước tôi là cây rất là to, bao xung quanh đó nổi dây ghê luôn. Và trước đây là cây kiểu cây sập, hiện tại thì ở đây cây này thì đã ra trái và rất là sum xê và cũng là cái lộc luôn đó, vừa ra trái là vừa có lộc rất là nhiều. Tại này thì ngày hôm nay vừa 19 4 lô quải luôn, quải đạn miền Trung miền Bắc cực kỳ linh thiêng. Và ở đây thì hiện tại đang nổi gió lên rất là gió, thì tôi sẽ đi xung quanh một vòng và tiếp tục ta lại. Thì nơi này rất linh thiêng, thường cây tro thì các vị ở đây cư ngụ. Ở đây có con chuột nó mò chung vô hàng, mới chung vô hàng rồi có con chuột. Rồi thì ở đây rất tối và nơi đây thì cũng ngay được cái đường cái này. Và ở đây thì buổi tối thì không có ai đi ngang, ít đi ngang, rất là vắng vẻ luôn. Nơi cây to này đó, cái này là tầm khoảng 5-6 người ôm. Ở chỗ đây thì có cái bao gì đang dục rất quải đạn luôn. Để tiếp tục thì ai có lọc đây tạ lỡ đó, tâm linh rất là ghê rồi. Thì có lọc tạ lỡ tại đây ngày hôm nay quá rực rỡ. Ở đây rất là kiếm và rất là kinh khủng, kiếm bò hàng hàng. Thì đang vào thì nổi gió lên, phía trước cây tôi thì đang nổi gió lên rất quái luôn. Rồi thì ai cả lọc đây cũng như ta là bụi, ta là tại nơi kêu cây sung thổ thần, cây sập thì kêu cây sung luôn. Ở đây cũng có lường nhảy này, nhảy quấn khách gì. Thì ngày hôm nay cây đã ra trái rất là tái, rất là sum xê. Rồi thì tôi sẽ đặt đồ tại này, đang nổi gió lên ầm ầm. Có gì để lỡ cả. Qua tạm thiệt quá. Rồi có ai để lỡ đi thì mới để lỡ, còn không có ai thì cũng tôi cũng chúc chừng vàng bạc để để lỡ các vị ở đây. Cái lọc ở đây cũng như tại là nơi nơi này. Rồi quá chăm thiết đó, thì chưa chút tiền vàng bạc này để cho các quỷ ở đây cũng như thổ thần. Đó.
Hiện tại thì đang nổi gió lên ầm ầm tại đây này, cây cao và nổi gió lên kinh khủng. Hiện tượng đang nổi gió và có các chư vị ở đây để lên tiếng. Ngày hôm nay thì lọc quá rực rỡ 19, cực kỳ linh thiêng. Trung Bắc quá trời bông lộn, quá chính xác luôn, cực kỳ linh thiêng tại này. Rồi thì hôm nay ta tại đó thì nếu mà gặp tài lợi thì tôi cũng tài lợi sau để tiếp tục thí nghiệm này, thì tôi sẽ tài lợi nhỏ nhỏ truyền dân bạc này thôi đó. Nếu mà như có cái bánh sẽ cầm miếng nhang bên đây. Thì mỗi chuyến đi để mà cập nhật thì nếu ai có thể lọc cũng như phụ chút nhang đèn để ngày nào cũng có cái video một thước phim để tiếp tục, thì tôi sẽ trở về bên đây. Nếu ai cái đọc thì tôi cũng phụ tài lợi sau và anh em mình cũng như tài lợi nhỏ nhỏ này để tiếp tục, tôi sẽ khấn vai tiếp theo. Hiện tại ở đây rất linh thiêng và nổi gió liên tục thôi. Năm rồi hoặc ngày hôm nay thì tôi lên ở đây cũng như tài lợi nhỏ nhỏ chúc tiền vàng bạc bánh thì chỉ gì các vị ở đây thổ thần thổ đất nguyên thổ dây thần thổ nậu dây diên trạch quậy dây bốn cư thanh lòng bạch thổ các vị chư vị thổ thần ông ta bà ta ở đây và các vị vong linh chết oan chết đất mất hồn trời đang hát hò các chư vị hiển linh và linh thiêng, thì tôi chúc tài lợi nhỏ nhỏ đó. Và ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ cho dựng đứng tiếng kè vừa xin kêu. Ở đây thì để tiếp tục là tôi sẽ xin kêu hai tiếng kè này hiện thị và đứng lên sẽ ứng linh ứng có các vị chứng giám linh thiêng tiếp tục ngày mai sẽ hiện linh đó. Ứng cái lọc thổ thần ở đây hiển linh và linh thiêng thì tôi sẽ xin kêu ở đây có các vị chứng giám tiếp tục ngày mai. Và đầu tiên thì sẽ là không không trở lại, đầu tiên là không không lăng của cô rồi, không một không hai. Ở đây thì nội người ta hát hò quá trời luôn. 02 nghe rồi. 03 đứng lên sẽ lên thiên. 04 ứng lộc con số may mắn. 04 lần của cụ luôn, khế là không bởi trứng. 05 06
06. Còn nghe 07. Không tám. Không chín. Không chín rồi. Thì có dừng đứng hay không? Số 10. Số 10 là số chẵn. 11. 12. 12 thì đang còn là con số 12 rồi. Thì con sao nào sẽ dựng đứng lên? 13. Ở đây rất là khiếm và bù tay tôi. 13. Kiếm bù cắn rất là đau luôn, rất là khổ cực. 14. Bè kiếm ghen này cắn rất là đau, nghẹn que tê tua luôn. 15. Thì ở đây có người ta hát hò rất ồn. 15. Rột ha. 15. Con số nào may mắn sẽ đứng lên? Thì các chư vị thổ thần ở đây hiện lên. 15. Trời, kiếm bù tay quá trời luôn. 16. 17. 18. 19. 20. 20 thì hiện tại là con số 20. Trời ơi, kiếm căng quá trời luôn. Quá khổ cực. Kiếm điên rồi. Quá trời cái điên. Đây kiếm. Quá trời kiếm. Chạy vô áo quần cắn luôn. 21. 22. 23. Rồi, cái thổ thần này cho dựng đứng lên. Đấy, hiện tại thì kiếm cắn quế trời luôn. Hai mươi bốn. Hai mươi lăm. Hai mươi sáu. Rồi, hiện tại thì 26 để đứng lại đó. Trời ơi, kiếm mà cắn quá trời cắn rồi. Khổ cực quá. Mấy chỉ thấy kiếm đen. Trời ơi, chạy hàng hàng. Hiện tại thì 26 để đứng. Cho dựng đứng tới tướng ghe này. Đó, có các vị thổ thần ở đây. Và đã dựng đứng 26. 26 62. 26 62. Tại nơi này, đó. Rồi, lật vừa mua với số 26. Hiện tại thì đang nổi gió lên. Và wow, kinh khủng luôn. Để cho dựng đứng và nổi gió lên ầm ầm tại nơi này. Thì 26, 62 tại nơi này, ngày mai lọc mùi số 26 luôn. Thì tôi sẽ đốt chiên dựng bạc này. Đó, có lọc tà lệ. Chư vị thổ thần đất cát ở đây để hiện linh. Vô trời, nó cháy thờ trời. Chỗ
gốc cây thì rét rất là nhiều, sợ cháy. Ôi kiến, trời kiến bự quá trời luôn. Ở đây rất kiếm. Ở đây rất là thiên thì kiếm rất là nhiều. Các vị chư binh chư tướng gì, chư binh chư tướng tướng quân kiếm quá trời luôn, đông quá trời luôn, quá lên thiên phải. Rồi thì ngày hôm nay tôi cũng đã tiếp tục lại nơi này, thì quý vị nào chưa đăng ký cơ nhớ nhắc vào chưa đăng ký để theo dõi tại nơi này. Hướng ấp nổi gió lên quá trời luôn.